hết giờ đi làm rồi, chúng mình đi chơi đi. Có cần phải về nhà thay đồ không nhở? Không cần đâu, với đồ work and play của Canifa, mình vừa có thể đi làm mà vẫn có thể đi chơi được mà. Phân đoạn quảng cáo mà tôi thực hiện đó là những cô gái văn phòng đang trong giờ làm việc và bất ngờ nghe được tín hiệu đã hết giờ làm việc. Chúng tôi đã thay đổi diện mạo của mình một cách nhanh chóng để hòa nhịp với cuộc sống của những cô gái trẻ. Xong, nhìn này, đi. Trà My đã cố gắng khuấy động không khí và chúng tôi cũng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Canifa, fashion for all. Canifa, thời trang dành cho tất cả.